giải đấu gần nhất, giải VTF Master 500, thì Trịnh Linh Giang là tay vợt giành ngôi Á quân. Anh để thua Lý Hoàng Nam ở trận chung kết. Nhưng như đã nói, đây là giải đấu mà Lý Hoàng Nam không góp mặt. Chính vì thế, đây là cơ hội rất lớn để Trịnh Linh Giang có thêm một chiếc vô địch. Game đấu đầu tiên sẽ bắt đầu với quyền cầm giao bóng của Từ Lê Khánh Duy. Winner của Từ Lê Khánh Duy 15-0. Cú thuận tay dọc dây. Hai điểm số liên tiếp từ cú thuận tay dọc dây của tay vợt 19 tuổi. 30-0. Linh Giang và Khánh Duy đang thi đấu cho cùng một câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh. Có thể nói là hai tay vợt này đã khá hiểu nhau. Lấy. 30-15. Sau hai điểm winner liên tiếp thì vừa rồi là lỗi kép của Từ Lê Khánh Duy. Quy định tăng tốc của Linh Giang và đó là điểm winner cho tay vợt gốc Hà Nội. 30-40. Đánh ra ngoài của Khánh Duy 40 đều. Đây là breakpoint cho Trần Linh Giang. Rất hay. Một pha tấn công tốt của Khánh Duy để cứu breakpoint. Linh Giang đã không thể phòng ngự trong tình huống vừa rồi.
Lần này thì Linh Giang là người ghi điểm với cú trái. Break point thứ hai cho hạt giống số 1. Trái dọc dây điểm winner và game đấu đã thuộc về Trình Linh Giang. Điểm số mà Linh Giang đã chủ động di chuyển để trả bóng hai của Khánh Duy và sau đó là làm chủ nhịp độ trước khi ghi điểm thành công. Tỷ số set 1 là 1-0 cho Tay Vợt, đang được đánh giá cao nhất tại nội dung đơn nam giải lần này. Linh Giang sẽ phải giao bóng 2. Điểm số dành cho Khánh Duy 0-15. Linh Giang là mất 2 điểm liên tiếp. Một pha bóng xuất sắc của Khánh Duy và ba cơ hội giành break cho tay vợt 19 tuổi. Mười lăm bốn mươi, Linh Giang ngắt chuỗi lên điểm của đối phương. Công rất hay đến từ Khánh Duy và anh được đền đáp với game thắng để quân bình tỷ số 1-1. Linh Giang được kiên trì phòng ngự nhưng Khánh Duy vẫn luôn có được vị trí tốt trong những pha điều bóng. Bóng không qua lưới. Đó là lỗi của Linh Giang và Khánh Duy.
dẫn 15-0. Out. 30-0. 30-0. Ở giải VTF Master 500 thì Khánh Duy dừng bước ở vòng 1-8. Trong khi đó, trong năm 2020, điểm nhấn đáng chú ý của Khánh Duy là tiến vào vòng tứ kết của giải VTF Master 500 lần thứ 2. Vừa rồi là điểm số thứ 3 liên tiếp của tay vợt 19 tuổi, 40-0. Phòng ngự không thành công của Linh Giang và game đấu kết thúc. Khánh Duy dẫn trước 2-1. Những pha đánh bóng ra góc của Khánh Duy rất tự tin và có được sự chuẩn xác cao. Bóng ngoài rồi, quyết định dứt điểm của Khánh Duy nhưng không thành công. 15-0 cho Linh Giang. Khánh Duy đang vừa ghi được 2 điểm liên tiếp. Bóng ngoài. Nỗ lực passing không thành công của tay vợt 19 tuổi. Điểm số cho Linh Giang. Bóng không qua lưới. 15-40 sẽ là hai break point cho Khánh Duy. Cơ hội để giành game thắng thứ 3 liên tiếp. Cơ hội để Linh Giang dứt điểm nhân tay vợt này. Thực hiện rất thiếu chính xác. Và đó là game thắng thứ 3 liên tiếp cho Khánh Duy. Từ chỗ mất break trước, lúc này Khánh Duy đã vươn lên, dẫn trước với tỷ số 3-1. Có thể nói là bất ngờ nho nhỏ đang diễn ra trên sân trung tâm.
Không 15. Đó là lỗi của Từ Lê Khánh Duy. Không 40. 3 điểm số liên tiếp dành cho Linh Giang. Từ Lê Khánh Duy từ chỗ dẫn trước 3-1 thì lúc này đang đối mặt với 3 break point. Và Khánh Duy đã để mất game. Linh Giang rút ngắn tỷ số ở set 1. Xuống còn 2-3. Linh Giang vào lúc này hiện tại đang là đương kim Á quân của giải vô địch quốc gia năm 2020. Anh thất bại ở trận chung kết. Ngoài ra thì Linh Giang cũng đã có một danh hiệu VTF Master 500. Lúc này cho bảng xếp hạng dành cho các tay vợt chuyên nghiệp đơn nam ở Việt Nam thì Linh Giang đứng thứ tư sau Thái Sơn, Kiyakowski, Daniel Nguyễn và Lý Hoàng Nam. Không qua lưới của Linh Giang. 0-15. Không qua lưới của Khánh Duy.
bóng ngoài quyết định dứt điểm nóng vội của tay vợt 19 tuổi. Ninh Giang đứng trước cơ hội quân bình tỷ số. Và game đấu đã kết thúc với chiến thắng dành cho Linh Giang 3 đều. Sự hưng phấn của Khánh Duy sau 3 game thắng liên tiếp đã nhanh chóng bị dập tắt. Bóng ngoài, phòng ngự không thành công từ Linh Giang. 15-0, điểm số cho Khánh Duy. Linh Giang là tay vợt chờ trái hai tay, nhưng vừa rồi có thể thấy anh tự tin phòng ngự bằng một cú trái một tay rất hay. Cú vẫy cổ tay và ghi điểm. Ba mươi mười lăm, đó là điểm số dành cho Khánh Duy. Mặt rất lỗi của Linh Giang. 40-30. Xử lý rất thiếu chính xác của hạt giống số 1 và game cho từ Lê Khánh Duy 4-3.
Loạt bóng bền, Khánh Duy đã tay vợt mắc lỗi với quyết định tấn công dọc dây. Điểm số cho Linh Giang 15-0. Vừa rồi Linh Giang đã giao lỗi bóng 1. Bóng 2 của Linh Giang, Khánh Duy chủ động trả giao bóng với một cú tấn công nhưng không thành công. 30-0 cho Linh Giang. Giao bóng 1 tốt và điểm số cho Linh Giang 40-15. Hai cú trái liên tiếp rất uy lực của Linh Giang và anh giành chiến thắng ở game này 4-0. Điểm số cho Khánh Duy đó là lỗi của Khánh Duy 15-30.
hết giờ. Game đấu để Linh Giang hướng tới set thắng đầu tiên. Bóng không qua lưới. Điểm số cho Linh Giang. Bóng ngoài. 30-0 cho Linh Giang. Tình huống tấn công tốt của Khánh Duy. Ba mươi đều. Phòng ngự không thành công của Khánh Duy. 40-30 và sẽ là set point cho Linh Giang. Bóng ngoài. Trọng tài sẽ đánh bóng ngoài. Và set đấu kết thúc. Linh Giang giành chiến thắng với tỷ số 6-4. Từ Lê Khánh Duy có lẽ là không tin tài, nhưng dù sao thì tỷ số cũng đã được ấn định. Lợi thế lớn cho Linh Giang trước khi bước vào set 2. Năm nay Khánh Duy đã 19 tuổi. Ra.
Linh Giang đang nhập cuộc không quá tốt ở đầu set đấu thứ hai với liên tiếp những cú trái tay không chuẩn xác. Hai cơ hội cho Khánh Duy sớm có break ở set thứ hai. Không đưa. 30-40. Cú trái tay không tốt của Khánh Duy. Linh Giang cứu được điểm break đầu tiên của Khánh Duy. Linh Giang cứu được điểm break đầu tiên. Ra bóng tốt của Linh Giang. Hai điểm break đã được Linh Giang cứu thua. Bóng ngoài. Rất tiếc cho Khánh Duy. Thuận tay với ý đồ đưa bóng sát vạch baseline đã không thành công của Khánh Duy. Lợi điểm cho Linh Giang. Đề nghị quý vị khán giả vui lòng ghi lại những tình huống bóng đang qua lại. Xin cảm ơn. Và game cho Linh Giang. Tỷ số là 1-1 trong set thứ hai. Một game cầm giao bóng đầy khó khăn cho Linh Giang khi phải đối mặt với hai điểm break. Nhưng Linh Giang đều đã cứu thua. Điểm cho Khánh Duy. Làm đều. Mười lăm ba mươi. Cú đánh ra ngoài của Khánh Duy. Bây giờ tới lượt Tư Lê Khánh Duy phải đối mặt với nguy cơ để mất game giao bóng này. Xin cảm ơn.
30-40. Một tình huống mà Linh Giang đã không lường trước được. Cú thuận tay rất tốt của đối thủ, đường bóng sâu và ép trái Linh Giang khiến cho hàng giống số 1 đã không có nhiều cơ hội để cứu thua. Tuy nhiên vẫn còn một điểm break trong tay của Linh Giang. Đâu. Khánh Duy đã cứu được hai điểm break. Bóng ngoài. Lại Duy. Cú đánh không tốt của Linh Giang, lợi điểm cho Khánh Duy. Hai game đấu liên tiếp mà cả hai thành vượt đều đã bỏ lỡ hai break point liên tiếp. Không được. Bàn trái dọc dày không thành công của Linh Giang. Bóng rút lưới. Game thắng cho Khánh Duy. Hai game đấu liên tiếp và cả hai thay vợt đều đã vượt qua được hai điểm break để giữ game sau bóng của mình. Tổ hợp sân quần vợt Hanaka Paris Ocean Park tại thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh cũng sẽ là địa điểm đăng cai môn quần vợt tại SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam trong tháng 5 năm 2022. Đây là tổ hợp quần vợt hiện tại là lớn nhất tại Việt Nam với trang thiết bị được đánh giá rất chất lượng. Từ mặt sân cho tới những thiết bị phụ trợ cho công tác điều hành giải đấu. Hơn 15. Cú thuận tay tăng lực không thành công của Khánh Duy. Bóng đi quá sâu. Điểm cho Linh Giang 15 đều. Điểm cho Linh Giang 30-15. Những tình huống ra vượt quyết định, Khánh Duy vẫn mắc khá nhiều lỗi.
30 đều. Usman chính xác của Linh Giang. 40-30. Linh Giang đã cực kỳ bình tĩnh trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Bóng ngoài. Dồn ép rất tốt để có cơ hội tiến vào trong sân, thực hiện cú trái tay đè bóng nhưng Linh Giang lại đánh hỏng. Điểm đều. Bóng ngoài, quá tiếc cho Linh Giang. Một tình huống mà Linh Giang đã lốp bóng sâu về cuối sân nhưng đã không thành công. Lợi điểm và cơ hội có break cho Khánh Duy. Trong tình huống cứu bóng thì Linh Giang đã gặp một chấn thương nhỏ ở đầu gối. Có lẽ Linh Giang sẽ cần phải có một sự chăm sóc y tế với một vết chảy ở đầu gối trong tình huống cứu bóng. Xin thưa quý vị khán giả, vận động viên Trịnh Thị Giang, đơn vị Hải Đăng yêu cầu chăm sóc bác sĩ. Tình huống mà đầu gối của Linh Giang đã chạm xuống đất và gây nên một vết chảy. Năm ngoái có thể coi là một năm đáng nhớ với Trịnh Linh Giang. Khi mà ở giải đấu cuối năm 2020, Linh Giang đã đánh bại được Lý Hoàng Nam.
trận đấu tiếp tục. Như vậy là sau khi được chăm sóc y tế thì Linh Giang đã có thể trở lại. Linh Giang tiếp tục đối mặt với nguy cơ để mất break ở game đấu này. Và break đã dành cho Khánh Duy với cú return winner. Duy 3-1. Sau khi trở lại với một đầu gối trái bị băng bó thì Linh Giang đã để mất game sau bóng của mình. Và Tư Lê Khánh Duy dẫn trước 3-1 trong set thứ 2. Đó cũng là một nỗ lực xứng đáng cho Tư Lê Khánh Duy. Khi tay vợt sinh năm 2002 đã nhập cuộc tốt hơn ở đầu set đấu thứ 2. Điểm cho Linh Giang 0-15. Không 30. Vừa có lợi thế nhưng lúc này Khánh Duy sẽ cần phải rất cẩn trọng mới có thể bảo vệ được break mà anh đã giành được ở game đấu trước đó. Và cài bóng rất thông minh của Linh Giang. Không cần một cú thuận tay mà Linh Giang quyết định thực hiện một pha cài bóng sâu. 0-40 và sẽ có 3 cơ hội cho Linh Giang đòi lại break. Và game thắng trắng cho Linh Giang. Vừa có break thì Khánh Duy cũng dễ dàng để mất game sau bóng của mình. Điểm cho Linh Giang 15-0. Ba mươi không cho Linh Giang. Thank you.
40-0. Và 40-0. Linh Giang đã có liên tiếp một chuỗi điểm số và Khánh Duy đã để mất đi nhịp độ của mình. Bàn dân 3 đều. Game thắng cho Linh Giang rất nhanh và tỷ số được cân bằng 3 đều. Lợi thế dẫn trước của Khánh Duy đã không còn trong set thứ hai. Chín điểm số gần nhất đều thuộc về Linh Giang. Mười lăm đều. Và pha vô lê tốt của Khánh Duy. Sau khi để mất tới 9 điểm liên tiếp thì Khánh Duy mới có được điểm số. Tiếp tục là điểm cho Linh Giang 15-30. Và lốp bóng rất hay của Linh Giang. Khánh Duy đã chăn lưới nhiều hơn nhưng cũng không ít lần tạo cơ hội cho Linh Giang thực hiện được những cú lốp bóng rất khó chịu. Hai cơ hội cho Linh Giang có break ở game đấu này. Và như vậy là game thắng cho Linh Giang. 3 game thắng liên tiếp cho Linh Giang. Và từ thời điểm bị dẫn trước 1-3 thì bây giờ Linh Giang lại dẫn ngược lại 4-3 và lại có lợi thế một break trong tay.
tưởng như Khánh Duy đã có được một lợi thế để có thể vượt lên. Tuy nhiên rất nhanh Linh Giang đã lấy lại được ưu thế của mình. Điểm cho Khánh Duy 0-15. Bóng ngoài. Thuận tay quá sâu của Khánh Duy. Trọng tài xác định đó là điểm số cho Linh Giang 30-15. À, 40-15 cho Linh Giang. Những game đấu liên tiếp Linh Giang đang cho thấy sự nhỉnh hơn so với Khánh Duy. Khánh Duy đã không còn duy trì được nhịp độ thi đấu tốt như những game đầu tiên của set đấu này. Và game cho Linh Giang, tỷ số là 5-3 trong set đấu thứ hai. 4 game thắng liên tiếp cho hạt giống số 1. Trọng tài xác định thuận tay quá sâu của Khánh Duy 0-15. Thank you.
Điểm cho Khánh Duy. Và bóng bền rất hay. Và xử lý trên lưới tốt của Khánh Duy. Cho Khánh Duy. 40-15. Và 40-15 cũng ra bóng rất tốt. Game thắng cho Khánh Duy, tỷ số dư sức ngắn sẽ còn 4-5 cho CEO thứ hai. Cơ hội kết thúc trận đấu này sẽ nằm trong tay của Linh Giang với game cầm giao bóng sau đó. Ra lại bóng thứ hai. Mười lăm đều. Hai điểm số đầu tiên trong game đấu mang tính chất then chốt và Khánh Duy cần phải đòi lại break ở game đấu này. Cho dù đã không thể ghi điểm bằng cú smart trước đó, nhưng Khánh Duy
vẫn đã không mắc sai lầm trong tình huống bắt vô lê sau đó. Mười lăm ba mươi. Và cú trái tay lỗi của Linh Giang. Cú đánh rất thiêu chính xác Linh Giang. Và hai cơ hội cho Khánh Duy đo lại break ở thời điểm vô cùng quan trọng. Và cú đánh lỗi tiếp theo của Linh Giang. Khánh Duy đã đo lại break cân bằng tỷ số 5 đều. Cơ hội kết thúc trận đấu rất tốt cho Linh Giang. Liên tiếp những lỗi tự đánh hỏng. Trọng tài xác định bóng ngoài và điểm cho Linh Giang. 0-15. Đúng là bóng đã đi ra ngoài. Mười lăm đều. Và điểm cho Linh Giang 15-30. Passing rất tốt của Linh Giang. Và 15-40. Bây giờ lại tới lượt Linh Giang có hai điểm break liên tiếp ở game đấu này. Và game cho Linh Giang. Một lần nữa Linh Giang lại có break để vượt lên và nắm trong tay cơ hội kết thúc trận đấu với game cầm sao bóng tiếp theo. Đây là Nguyễn Đắc Tiến, tay vợt của đoàn Hà Nội.
15-0. Điểm cho Linh Giang 15-0. Khánh Duy sẽ cần phải lặp lại những gì mà anh đã làm được ở game trả ra bóng trước đó khi đã kịp thời đòi lại break. Bóng ngoài. Rất cố gắng để thực hiện cú running forehand. Tuy nhiên Khánh Duy đã không thể đưa bóng vào trong sân. Và tiếp tục là cú đánh ra ngoài của Khánh Duy. 40-0 cho Linh Giang. Và bây giờ sẽ là 3 match point trong tay của hạt giống số 1. Rất nhiều cơ hội cho Linh Giang kết thúc trận đấu này. Linh Giang bỏ lỡ match point đầu tiên. Trọng tài bắt lỗi chân của Linh Giang. Và cú trái tay quá sâu của Khánh Duy. Linh Giang kết thúc trận đấu với chiến thắng sau 4 và 7 năm sau 2 set đầu. Như vậy là Linh Giang đã có mặt ở bán kết nội dung đơn nam. Một trận đấu mà từ Lê Khánh Duy cũng có thời điểm chưa rất tốt, đặc biệt là những game đầu tiên của set 2. Nhìn như vậy là không đủ nếu thể gây bất ngờ trước Linh Giang. Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại giải quần vợt vô địch quốc gia 2021. Dù thất bại nhưng Khánh Duy vẫn sẽ còn một trận đấu nữa trong ngày hôm nay. Đó là trận đấu ở nội dung đôi nam, khi Khánh Duy sẽ đánh cặp cùng với Vũ Hà Minh Đức.